Xin kính chào các anh chị và các bạn. Xin chào mừng các anh chị và các bạn đến với CD Video khóa học mới. Đó là khóa học bán hàng bằng livestream, livestream trên Facebook để bán hàng. Vâng, tên tôi là Phan Anh, là giảng viên đại học và chuyên gia về marketing online với 11 năm kinh nghiệm và đã đi làm cho rất là nhiều công ty liên quan đến lĩnh vực về online marketing. Cũng đã làm đào tạo rất là lâu trên thị trường rồi. Có lẽ là tôi thì các bạn nhìn thấy khuôn mặt tôi cũng quá là quen thuộc ở trên mạng, đặc biệt là trên Facebook rồi, đúng không ạ? Vâng. Thì trong cái khóa học này thì tôi sẽ trình bày với các anh chị về những nội dung, những cái kỹ thuật và một số những gợi ý cơ bản về livestream và bán hàng bằng livestream trên Facebook. Thì bài học đầu tiên thì tôi muốn nói với các bạn rằng là livestream là gì và những cái lợi ích của livestream, những cái sự chuẩn bị của livestream như thế nào cho nó tốt, đúng không ạ? Thì các bạn biết rồi đấy, livestream hay còn gọi là phát sóng trực tiếp ở trên cái Facebook và YouTube đều có những cái tính năng này, cho phép chúng ta có thể là phát đi cái gọi là truyền hình tương tác cá nhân tới những cái người xem, những người bạn, những người theo dõi trên tài khoản Facebook của chúng ta. Thế thì livestream mà nó có rất nhiều các cái tác dụng và có rất nhiều các cái lợi ích trong việc quảng bá bán hàng và kiếm tiền ở trên Facebook. Đối với một người thông thường khi livestream thì chúng ta có thể bán hàng, chúng ta có thể trò chuyện. Còn đối với một người nổi tiếng, họ có thể livestream giới thiệu thương hiệu, họ có thể livestream thuê để mà bán hàng cho người khác để kiếm tiền. Họ cũng có thể livestream bán hàng cho chính họ, có đúng không ạ? Vâng. Lợi ích của livestream thì chúng ta thấy rồi. Thứ nhất là chi phí là không đồng. Chi phí không đồng các bạn thấy đấy ạ. Chỉ với một cái công cụ là Facebook và một cái điện thoại di động hoặc là một cái máy tính có camera thì chúng ta có thể đã bắt đầu cái việc livestream trò chuyện với những người là bạn bè, những người là theo dõi chúng ta trên tài khoản Facebook. Thứ hai là chúng ta có thể livestream ở bất cứ nơi đâu vào bất cứ thời gian nào. Chúng ta không bị giới hạn về không gian cũng như là không bị giới hạn về thời gian, đúng không ạ? Chúng ta có thể một ngày chúng ta phát livestream vào sáng, trưa, chiều, tối. Chúng ta có thể phát livestream tại nhà, tại văn phòng, tại cơ quan, đúng không ạ? Khi chúng ta ở sân bay, khi chúng ta đang đi du lịch, khi chúng ta đang trò chuyện với khách hàng, chúng ta có thể phát hành livestream rất là dễ dàng. Thứ ba nữa là công cụ livestream thì rất là dễ tiếp cận với khách hàng và tương tác theo thời gian thực. Tương tác theo thời gian thực tức là tôi nói các bạn nhìn thấy, tôi nói các bạn nghe thấy, các bạn trả lời tôi, các bạn đặt hàng tôi đã nhìn thấy. Tôi có thể lắng nghe được các ý kiến, tôi có thể phán đoán được cái cảm xúc cũng như là cái cách thức mà các bạn đang tương tác với tôi, rằng là các bạn có thích tôi hay không, các bạn có thích sản phẩm của tôi hay không, các bạn có xuống tiền mua hàng hay không. Đó là thông qua cái việc livestream, đúng không ạ? Thông qua cái việc bình luận này, thông qua việc inbox, thông qua cái số lượt xem livestream, số lượt view của cái livestream đó, cái số người đang theo dõi hoặc là số share cho livestream. Và cuối buổi đó là thông qua doanh số. Thì livestream có rất nhiều các lợi ích như vậy, chúng ta có thể tiến hành rất là đơn giản và dễ dàng, với cái chi phí đầu tư, sự chuẩn bị cũng rất là đơn giản. Và chúng ta thấy rằng là bất kể ai cũng có thể làm được, dù đó là một ngôi sao showbiz, một ngôi sao truyền hình, hay là một diễn viên đóng phim, hay là một bạn sinh viên, hay là một mẹ bỉm sữa. Bất kể ai các bạn muốn bán hàng bằng livestream, các bạn theo dõi video này, CD video này sẽ hỗ trợ các bạn những điều đó, được chưa ạ? Thì tôi sẽ cung cấp những cái kiến thức gì, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ cung cấp những cái kỹ thuật livestream, các kịch bản livestream, cái sự chuẩn bị về livestream, cách nói, đúng không ạ? Cách tiếp cận, cách tạo các cái mini game, các cái trò chơi trúng thưởng, mini quiz game, đúng không ạ? Hay là các cái câu đố để mà chúng ta có thể tăng được sự tương tác, hay là tôi có thể hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể đấu giá để có thể chốt được đơn hàng cho khách hàng. Thế rồi thì tôi có thể hướng dẫn các bạn tạo ra những cái bối cảnh, không gian để các bạn có thể livestream. Và tôi sẽ đưa cho các bạn một số những cái lời khuyên để làm sao tăng được số lượt xem, để làm sao mà cái sự trò chuyện của các bạn hấp dẫn với khách hàng hơn. Bởi vì tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi hoặc là những cái phản hồi như thế này: em không biết nói chuyện với mọi người, em nhìn vào cái điện thoại như vậy em không nói chuyện duyên, em không biết phải nói gì, đúng không ạ? Hoặc là bạn nói rằng là số lượt kết bạn cũng như là cái số lượt theo dõi của em rất là thấp, cho nên em livestream không có người xem, chỉ có một vài người xem thôi, em rất là buồn, vân vân và vân vân, có nhiều vấn đề.
có nhiều vấn đề liên quan đến chuyện đó, nhưng chúng ta thấy rằng là cái việc tất cả chúng ta thấy rằng là ai cũng đều có những cái khó khăn. Vấn đề còn lại là các bạn lựa chọn như thế nào, các bạn lựa chọn cách thức ra sao. Thì toàn bộ cái khóa học này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn liên quan đến kỹ thuật livestream, kinh nghiệm livestream, cách thức trò chuyện, và đặc biệt là tôi có thể kết hợp với các bạn thêm những cái kiến thức về sale, về bán hàng, về quảng cáo để các bạn có thể làm livestream tốt. Tôi sẽ chia sẻ một số những cái case study thành công trong lĩnh vực livestream và bán hàng. Tôi có một bạn học trò, một bạn học viên, một người quen ở một tỉnh. Bạn này bạn đã livestream khoảng độ 14 tháng nay rồi. 14 tháng, tôi muốn nói con số chính xác, tức là khoảng hơn 1 năm đấy ạ. Thì bắt đầu thì bạn ấy cũng, cái số người xem cũng rất là ít. Thế nhưng mà dần dần cái số người xem nó tăng lên, số theo dõi nó tăng lên. Và bây giờ mỗi một ngày bạn ấy đều livestream từ 1 cho đến 3, và 1 đến 3 số livestream. Tức là tối thiểu phải là một lần vào buổi sáng, còn nếu không thì sáng, trưa, chiều, tối. Đấy, khoảng 3 lần, đặc biệt là vào buổi tối thì cái lượng xem lớn, thì các bạn đều có thể là livestream thêm, hoặc là có thể các bạn sẽ livestream từ tối cho đến đêm, không có vấn đề gì cả. Thì bạn ấy livestream bán quần áo giá rẻ, hàng Quảng Châu, hoặc là hàng Việt Nam xuất khẩu, hoặc là hàng Việt Nam xuất khẩu nhái, hàng tự may, hàng tự chế, đúng không ạ? Và tôi biết rằng doanh số của bạn ấy đạt khoảng 4 tỷ một tháng. Doanh số đạt khoảng 4 tỷ một tháng, một mình bạn ấy livestream cộng với lại hai nhân viên hỗ trợ đóng hàng, chuyển hàng, kế toán vân vân, kiểm kê, đúng không ạ? Thế thì thấy rằng là cái doanh số rất là tốt, một mình livestream bán 4 tỷ một tháng. Thì tôi khẳng định với các bạn rằng một cửa hàng lớn bán quần áo ở Hà Nội với khoảng độ 6-7 nhân viên, thậm chí 10 nhân viên bán hàng, doanh số có thể chưa đạt được 4 tỷ một tháng đâu. Đấy là một cái trường hợp thứ nhất, và tôi nói về cái trường hợp là bán hàng quần áo bằng livestream. Một cái trường hợp thứ hai là bán mỹ phẩm. Thì tôi có một bạn học trò đã là sinh viên ra trường rồi. Tôi là giảng viên đại học, tôi đã giới thiệu với các bạn rồi, đúng không ạ? Tôi đã giảng dạy 11 năm rồi. Thì bạn ấy ra trường, bây giờ bạn ấy cũng đang bán một số các cái sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Đó, thì bạn ấy sản xuất những cái sản phẩm như vậy. Sau đó thì bạn ấy phát triển hệ thống đại lý, tức là những cái cá nhân giống như tôi, giống như các bạn bán hàng, và đồng loạt tất cả các đại lý như vậy cũng livestream giới thiệu sản phẩm này, livestream chơi trò chơi này, livestream chơi game này, livestream kéo view này, và sau đó khôn khéo giới thiệu sản phẩm. Và doanh số của bạn ấy hiện nay cũng đang đạt khoảng ngưỡng 1 tỷ 2 cho đến 1 tỷ 4 một tháng. Nhưng mà bạn ấy sẽ dùng phương pháp là bạn ý cộng với lại tất cả các đại lý và khoảng độ 40-50 đại lý. Và con số chính xác thì tôi không nêu cụ thể, nhưng áng chừng khoảng 40-50 đại lý, tức là 40-50 người cùng livestream, cùng nói về sản phẩm này. Tất nhiên mỗi người một cách, mỗi người một kiểu, mỗi người một cái sự khôn ngoan riêng đó, và doanh số bán cũng rất là tốt đó. Thế thì ở trên mạng hiện nay có rất nhiều người đang livestream bán hàng tốt. Có những cái trường hợp như là livestream chửi, đúng không ạ, hay là livestream hài, hay là livestream bán son. Tôi cũng biết là có những trường hợp có bạn livestream bán son, bạn lại ở tỉnh thôi. Tức là ý tôi muốn nói là không phải là ở thành phố, với cái sự đầu tư rất là chuyên nghiệp, hay là các bạn phải có học vấn cao, hay là các bạn phải nói chuyện hay như tôi thì các bạn mới livestream được, đúng không ạ? Bạn ấy ở tỉnh rồi thì cái không gian, cái bố cục cũng rất là đơn giản thôi, rồi trò chuyện cũng rất là mộc mạc, dễ thương, nói giọng địa phương, đúng không ạ? Và một tối như vậy có thể bán được từ vài chục cho đến 100 đến 200 sản phẩm một tối. Một cái cây son như vậy chỉ mấy chục ngàn thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là một tháng các bạn cũng có thể kiếm được tiền chục triệu đến tiền trăm triệu tiền lãi đấy ạ. Thì chúng ta thấy rằng là livestream là một cái công cụ bất tận, chi phí là bằng không, rất là rẻ, gần như là bằng không. Chúng ta chỉ mất công mất sức một chút, đúng không ạ? Chúng ta phải đầu tư về những cái thứ khác, như tôi nói về kênh thì chúng ta không mất tiền rồi, vô cùng tuyệt vời. Đấy, thì tôi nói với các bạn rằng là cái việc livestream thì các bạn có thể là giúp các bạn bán được đơn hàng rất là nhiều, và trở thành một kênh trò chuyện, trở thành một kênh giúp các bạn
chăm sóc khách hàng trở thành một kênh làm thương hiệu, và đặc biệt là một kênh bán hàng trực tiếp rất là tốt. Thế thì ngoài ra thì tôi cũng nói với các bạn thêm là ở Trung Quốc, đúng không ạ? Thị trường Trung Quốc là một thị trường vô cùng tuyệt vời về livestream. Ở Việt Nam thì nó kém phát triển hơn ở Trung Quốc rất là nhiều về cái mảng livestream này. Ngành công nghiệp livestream ở Trung Quốc đem về hàng tỷ đô la cho các cái nhà bán lẻ cũng như là các đơn vị sản xuất. Và ở đó họ có những cái trường lớp đào tạo những diễn viên livestream, đúng không ạ? Đào tạo những cái diễn xuất về livestream. Ở Việt Nam thì rất tiếc là chúng ta chưa đạt đến cái trình độ như vậy. Chúng ta không có những cái trường lớp để dạy các bạn gọi là trở thành diễn viên livestream, đúng không ạ? Thì cái khóa học này tôi sẽ cố gắng nói một số thứ gọi là cơ bản nhất, tổng hợp lại những cái điều quan trọng, những điều cần thiết để giúp cho các bạn livestream dễ dàng thành công hơn và bán được nhiều đơn hàng hơn. Vâng, thế thì xin hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài học chuyên môn tiếp theo. Bài học giới thiệu về livestream ở đây thì tôi xin phép kết thúc như vậy, và rất hy vọng là chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện với nhau và chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.